Dạ tao chỉ cần nói vậy nè, chừng nào mà mày giàu như tao, mày đẹp như tao, mày trẻ như tao. Được, nín đi, nín đi, nín khe đi. Nè, cái gì? Ok, mày giàu tao chấp nhận nha. Còn đẹp với trẻ là sinh nhật cứ ngày mấy, chỉ tặng cho cái kiếm, cái gương á, để gì cưng coi là cái mặt cưng nha, nó không có giống con người bình thường. Rồi mà mày cứ nghĩ là mày giàu mày đẹp hoài vậy. Thôi, chừng nào mày bán đồ hiệu với tao đi rồi mày nuôi trai. Mày nuôi trai. Ngắm hương hoa chờ đông mà lòng trắng mơ, và có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, biết đâu bất ngờ một ngày nào đời như lý thơ. Trời, vậy sao ta? Cái bánh gì đây? Ăn thử coi ngon. Ê, bà Ngữ, đóng đồ mới nè, bà coi phụ tôi sắp lên kệ đi. Thôi, để đi hồi làm. Ơ, cái bà này, nay nhìn bà có cái gì đó kỳ kỳ nha. Sao, bà có chuyện gì giấu tôi đúng không? Cái gì đâu mới? Chắc chắn là có rồi. Sao, kể tôi nghe coi có chuyện gì vậy? Ta. Kể đi. Không được đâu. Kể đi, năn nỉ. Cái này chuyện bí mật của chế sủ mà kể gì? Cái gì? Chuyện của chế sủ hả? Bà kể tôi nghe liền. Tôi hứa với bà, tôi sẽ không bao giờ kể ai nghe hết. Chuyện này chuyện bí mật của tôi với bà. Là hứa dữ chưa? Hứa dữ lắm rồi. Kể đi, năn nỉ. Hứa dữ thì phải không? Ừ. Được rồi, tôi kể cho ông nghe. Nhớ nha, không được nói với ai á. Là vậy á. Trời, thiệt hả? Ai biết đâu. Tôi thấy sao tôi kể lại vậy thôi. Mà ông nhớ gì chưa? Nhớ rồi, không kể ai nghe. Rồi sao nữa? Bí mật. Tôm tin, tuyên thệ đi. Ok. Bí mật. Tử, trời ơi, tính ra cái tiệm mình cũng đông đúc khách khứa quá, cho nên mới có thời gian mình đứng mình ăn nguyên bịch bánh mượn chà bá vậy đó. Cho miếng coi. Em thắc mắc á, là bộ chế không có công ăn chuyện làm gì hay sao á, suốt ngày chế qua đây hoài vậy. Bịch bánh em đang ăn nè, chế muốn ăn không? Nè chế ăn hết luôn đi. Trời đất ơi, mời người ta ăn giống như dằn mặt người ta vậy trời. Trời cưng ơi cưng, cứ đừng có tưởng con đẹp trai, rồi cứ muốn nói gì cưng nói. Trời, chị cũng có tự trọng, có lòng tự ái của chị bộ. Chị hỏi thăm, chị qua chị chơi không được hả? Em mệt chế quá à. Em đang gầu thúi ruột đây nè. Làm gì rầu? Ê, bộ có chuyện gì hả? Cái chuyện đó có liên quan tới con sủ không? Thì chuyện của chế sủ chứ ai nữa. Mà thôi đi, em đã hứa là em phải giữ bí mật, em không kể chế nghe được đâu. Mà chế á, chứ nhiều chuyện lắm. Em kể chế nghe xong rồi chế đi học lại người này người kia, chết em luôn á. Nè, cứ nói như vậy là chị tự ái nha. Cuộc đời chị ghét nhất là ai nhiều chuyện. Ai bếp xếp chị ghét lắm. Chị là chị kính tiếng nhất cái vùng này. Không bao giờ chị học cái chuyện của người ta. Chuyện ai nó biết. Cái đó là phương xa chăm sóng của chị đó. Cho nên bây giờ cái chuyện mà em kể cho chị nghe đó, chắc chắn chị không bao giờ chị kể ai nghe hết. Kể vụ sủ nghe coi. Vụ gì vậy? Mà thôi, không được đâu, em hứa giữ bí mật rồi. Thì bây giờ chị hỏi nè, em giữ bí mật đúng không? Ừ. Chị cũng giữ bí mật luôn. Cho nên hai chị em đều giữ bí mật. Làm kể cái bí mật đó ra là bí mật nó còn hoài, nó không bao giờ nó bị mất luôn em. Trời, thiệt á. Chế nói em nghe cũng có lý. Có lý chứ sao. Mà em kể chế nghe chứ không được kể ai nghe chưa. Trời ơi, tao rảnh rồi mà tao kể ai nghe mày ơi. Vậy thì chế phải tuyên thệ đi. Vụ đó nữa hả? Ừ, đó là quy định của cái tiệm này. Tuyên thệ xong thì mà chế mới được nghe. Rồi. Rồi, làm theo em nha. Bí mật. Chuyện là như thế này.
chuyện là vậy đó. Trời ơi, sao không ngờ cái con đó nó trắc nết như vậy luôn đó trời. Chị, cái gì? Tiền trên lên chi vậy? Trời ơi, cái chuyện đó nó kiểu là nó gây một cú sốc tâm lý. Chị sợ quá trời luôn. Trời ơi, phải la lên cho đã cái nư chứ. Chế không được kể ai nghe nó nha, em tin tưởng. Tại sợ cho nên la lên thôi, chứ không có kể ai nghe đâu. Rồi bây giờ chỉ cần nghĩ lại cái câu chuyện, nhớ lại câu chuyện em kể. Chứ nổi da gà, chứ sợ quá nè. Bánh ngon quá. Trời đất ơi, là trời, ngọ ơi là ngọ, mày đâu là ngọ ơi, ngọ ơi, bước ra đi biểu coi ngọ ơi. Con ngọ đó có quan trọng. Trời ơi, ồn ào quá. Sao nói là đâu là có đó, là phải bước qua tiệm nó, không có nó là thế nào nó qua trong tiệm mình. Bước ra biểu, bước ra đại biểu, mày bước ra đại biểu. Trời, mày làm gì mày kêu tao như con mày vậy? Mà tao nói mày nè, tại sao mày kỳ cục vậy? Đầu tiên là mày bước qua tiệm tao là tao đã không quan nghênh rồi. Rồi mày chui vô quầy tiền của tao làm sao hả? Trời ơi, vô chồng mới biết là nguyên ngày hôm nay chưa có ngàn nào vô hết. Thánh thần ơi, rồi hai đứa bay để chân chơi phải không? Hai đứa bay đứng chân chơi, người ta chui vô tủ, chui vô nhà, vô cửa cũng không biết ngăn cản người ta. Ê, mày nghĩ với cái sức của hai đứa nó ngăn cản được cái nư của tao hả? Cái nư của mày không phải là cái nư của người thường, cái nư của mày là cái nư của một con hàm hồ đồ rồi nè. Cái sự hồ đồ mày chưa dừng lại ở cái thế giới mà sự hồ đồ mày lên mạng xã hội luôn rồi. Mày đăng cái gì tao? Mày ghi cái gì mà mày muốn tạo khoảng cách chứ tao là tạo khoảng cách đúng sao? Đúng rồi, cho nên là mình lấy tự trọng, mình đọc cái câu đó rồi thì mình phải tự trọng. Là bà tự trọng, bà đừng có đi qua tiệm người ta nếu mà muốn tạo khoảng cách đó bà. Tôi phải qua đây, tôi mới biết được mình trên lệch về cái độ văn hóa với nhau. Trên lệnh là trên lệnh, sao mày nói cho rõ ràng nha. Trời ơi, em kêu chứ giữ bí mật mà chứ nói gì vậy? Trời ơi, cái gì dữ vậy trời? Không biết gì hết. Thánh thần ơi, cho câu chuyện là liên quan tới hai đứa bay nữa. Là hai đứa bay thọc mạch gì với cái con này để nó đăng lên mạng xã hội. Nó nói ta là một con người chắc nết không ra gì. Thôi, trời ơi, mày đừng có thấy tụi nó nhỏ. Rồi là tóc cổ bé hồng, mày ớt ức hiếp. Mày muốn nói, mày nói với mặt tao nè. Tao là nói mày văng quá. Cái miệng mày thôi, mày văng với mày tao quá. Mày vừa vừa thôi vậy đó. Nè, mà tao làm cái gì mày? Tao làm cái gì mà mày nói coi. Với cái độ tuổi này mà mày sống cái lối sống chắc nết như vậy, tao đại diện tiếng lòng của nhân dân, tao nói về cuộc đời mày đó. Tao chắc nết là chắc nết cái gì nãy giờ tao chưa hiểu vấn đề tao làm cái gì. Dạ, tao chỉ cần nói vậy nè. Chừng nào mà mày giàu như tao, mày đẹp như tao, mày trẻ như tao. Nín khe đi. Nè. Cái gì? Ok, mày giàu tao chấp nhận nha. Còn đẹp với trẻ là sinh nhật cứ ngày mấy, chỉ tặng cho cái kiếm, cái gương á, để về cưng coi là cái mặt cưng nha. Nó không có giống con người bình thường rồi mà thôi. Mày cứ nghĩ là mày giàu, mày đẹp hoài vậy. Thôi. Chừng nào mày bán đồ hiệu với tao đi rồi mày nuôi trai. Mày nuôi trai. Còn giờ mày sao? Tao mày bán đồ si đa. Mày xấu, mày già, mày còn nuôi trai. Trời đất ơi. Ê, tiền mình xài đi cưng. Khoan, nè, tao bứng tiếc hầu mày liền. Tao nuôi trai. Ok, tao bán đồ si đa. Nhưng mà cái nết tao hiểu. Còn mày bán đồ hiệu mà cái ngữ hạnh của mày si đa. Mày hả cái họng ra mày nói chuyện không có đúng sự thật. Nè, tao nuôi trai hồi nào? Tao làm cái gì tao nuôi trai? Ngay giờ nào, giây nào, phút nào mày nói cho rõ ràng. Bữa đó nó vậy nè. Nó cứng họng rồi kìa, dễ gì nó được. Tao nói quá đúng mà, mày nuôi trai. Trời ơi, mày tính làm phi công trẻ mới lái máy bay bà già hả? Máy bay phải bay được, nó mới lái. Còn máy bay của mày là để trong bảo tàng mà kêu người ta lái. Nín khe đi, mày nín khe đi nè. Tao không tức gì cái chuyện là ok bây giờ tao nuôi trai hay không nuôi trai không quan trọng. Mà tao tức rung nọng là tại sao cả cái đám tụi bay suy nghĩ là trong tưởng tượng của tụi bay tao xấu dữ vậy? Em có kể vậy. Sao tao xấu? Giả mang tàn nhẫn trong tưởng tượng của tụi bay nói tao nghe coi. Mày xấu sơ thôi à, trong mắt tao mày xấu sơ. Còn nó kể cái câu chuyện đó cái tao thấy mày xấu lắm luôn á. Tụi bay ha, bây giờ tao nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Tụi bay không có bao giờ mà tụi bay lựa ngày lựa giờ để tụi bay chích tao. Tụi bay kể một câu chuyện không hề có sự thật vô cái miệng con này rồi nó thêm mắm dặm muối, nó đăng đàn lên mạng xã hội. Bao nhiêu người hỏi nó đâu có trả lời bằng comment, nó inbox cho từng người. Là tao ở không á. Muốn làm sao mày biết? Tao tạo nick ảo, tao vô tao comment. Tao hỏi câu chuyện mày không có trả lời tao bằng cái nick đâu. Mà mày vô mày inbox rồi mày kể mày thêm mắm dặm muối. Nè bây giờ đứa nào thấy cái gì nói cho rõ ràng thì câu chuyện nó ra sao, nói từ ra tới chết tao nha. Chào chế, chào mấy anh chị. Trời ơi trời, thấy chưa?
nó giỡn trai vô tới nhà rồi. Trời ơi trời, tao không ngờ có người của mày đòi mày. Mày xấu xa như vậy, bữa nay mày giỡn trai về tới nhà luôn. Trời ơi, mày nuôi nó, bây giờ mày đưa về tới chỗ luôn. Mày làm như vậy mà mày coi được. Mày giống chồng tao dữ rồi đó. Ủa, má má má, cái gì nó ghê vậy má? Mày đang nói mà nước mắt mày lưng tròng luôn đó. Là bây giờ là mày ghen dữ chưa? Hay là mày thầm thương giọng nhớ tao? Không 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 không, tao không có ghen, tao không có thương mày nữa. Nhưng mà tao thấy làm cái chuyện này, trời ơi, xấu hổ cho cái lứa tuổi của mình quá. Chế ơi, chế vậy thiệt á hả? Ôi, chuyện này lớn chuyện rồi. Đúng là ai cũng phải qua cái độ tuổi hồi xuân thôi. Mày, con này, rồi con nhỏ này nữa, ba đứa bay dựng lên một cái câu chuyện mà nó hư cấu hơn cái chữ hư cấu trên đời này. Bây giờ con nói cho cô biết con là cái gì của cô. Con là cháu của cô ạ. Cô? Cô? Trời ơi, trời, ngày xưa thì có cô Long Dương quá, còn bây giờ có cô Sủ hả? Trời ơi, vậy là lớn hơn nhiều tuổi lắm rồi đó chứ. Tao chưa bao giờ thấy con nào cố chấp như cái con này. Mày tưởng tượng đi, làm sao cái thay như cái thay của tao mà có thể nằm trên cọng dây được mà mày nói tao cô Long. Trời ơi, mày cười cái gì? Chứ giờ sao, chợ chuyện rõ ràng rành rành vậy rồi. Chuyện rõ ràng rành rành cái gì, mày không nghe rõ. Đây, đó lẽ là cháu tao mà là cháu ruột. Đây là cháu ruột của con bà nội ơi. Con của em trai con. Hèn chi hai cái mặt giống y chang, giống như một đúc, giống như gia đình hay sao. Dòng họ, thôi dòng họ, cái mặt giống nhau này nghe. Rồi, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Tụi bay thiệt á, gió chiều nào theo chiều đó, tao không ngờ tụi bay luôn á ha. Tao nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, để một ngày nào tụi bay canh, tụi bay chích, tụi bay cắn tao nha. Chừng nào con về nước? Mai cũng bay về nước rồi, nay qua thăm cô. Tụi bay thấy tụi bay tàn ác sát đứt chưa? Gì? Hả? Có làm gì đâu. Ngày mai thằng nhỏ bay về nước rồi, ngày hôm nay con chưa kịp mua một món quà quê nào hết để con gửi cho ba má nó, đứng đây cãi lộn với mày từ sáng tới giờ hết một ngày trời của người ta luôn. Ai mượn mày nha. Bây giờ đợi chút đi, con đi kiếm đồ cái rồi con ra con nói chuyện con tí. Kiếm cái gì vậy? Kiếm cái búa dến vô đầu mày. Trời ơi, chị về quạo rồi. Mày đi thì mày đi luôn nha, cấm mày quay qua bên tiệm của tao đi nha mày. Còn hai cái đứa này nữa. Ăn cơm nhà mà lo chuyện người ta là hai đứa này nè. Ha. Mặt mày sáng sủa ở đây không bao giờ biết giữ tiệm cho tôi. Ở đây ha, người ra qua cái kể một kể ba, cho nó đi ra nó tam sao hất bản, nó thiêu dệt lên một câu chuyện hư cấu không hề có thật. Em đâu có kể vậy đâu. Em không biết gì hết. Tôi còn nghe nói nữa là lúc kể cho người ta còn bắt người ta tuyên thệ nữa. Đâu bà kêu người ta tuyên thệ sao, bà kêu lại cho tôi coi coi. Bà kêu lại cho tôi coi coi. Nếu mà còn muốn tiếp tục ở đây với chế thì từ đây về sau phải giữ cái lỗ miệng của mình nha chưa. Còn không thì đi qua cái tiệm đồ hiệu của con đó bán buôn đi. Còn con nữa, đi vô đây cô soạn mớ đồ đem về cho ba mẹ. Đứng đây chút nữa máu nó trào ngược lên cho nè. Quạo quá chứ quạo rồi. Trời ơi, em xin lỗi. Em lỗi lại gì vậy trời.